Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đốn cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nhận lộc trời ban, thoát kiếp bần hàn, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước. Nó được gọi là tính bất biến của định mệnh, ví như Mậu Ngọ không chọn được giới tính khi sinh ra, cũng không thể chọn tháng sinh, phụ mẫu hoặc huynh đệ, tỷ, muội, không chọn được đất nước bạn sinh sống hay quốc tịch. Tuổi Mậu Ngọ phải mang tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy lại là sự định trước của số phận đường đời. Vì Mậu Ngọ không có quyền lựa chọn nên nó là định mệnh, số mệnh lại là một thứ có khả năng biến đổi. Mậu Ngọ có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi, có khả năng đi theo những gì mình mong mỏi. Ví như gia cảnh không giàu có, Mậu Ngọ có thể chọn chăm chỉ, cần cù để nỗ lực đi lên, mong một cơ hội đổi đời giàu sang. Khi tình cảm không nồng thắm, Mậu Ngọ có thể lựa chọn bao dung bạn đời hoặc thay tâm, đổi tính để bình hòa bên nhau. Nên không có chuyện định trước sẽ nghèo, cũng không có chuyện định trước sẽ cô lập khổ đau. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024 này, tuổi Mậu Ngọ lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thân mến, Mậu Ngọ sẽ không biết mình mạnh mẽ đến thế nào cho đến thời điểm trở nên kiên cường, là lựa chọn duy nhất mà Mậu Ngọ có đều muốn thực hiện. Vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó. Có bao nhiêu tiêu cực, bao hơi thở của sự u sầu cứ hít vào rồi thở ra trả lại cho vũ trụ bao la. Mậu Ngọ tả được, Mậu Ngọ cần làm, nên làm là chữa lành cho những mảng tinh thần đã và đang dở dụng ra của chính Mậu Ngọ, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của Mậu Ngọ, nhưng Mậu Ngọ sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui, chứ không sinh ra để cần người khác hiểu. Thế nhưng không quan tâm đến Mậu Ngọ, còn mình thì có, nên mình mong Mậu Ngọ một người xa lạ đang vất vả ngược xuôi sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé Mậu Ngọ, cho đáng những tháng ngày Mậu Ngọ đã bền lòng, bền trí, vững dạ, kiên tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Và một ngày nào đó khi thức dậy, Mậu Ngọ sẽ không có còn quơ tay lấy điện thoại, sẽ không còn hối hả ra ngoài tìm kiếm sự bình yên, sẽ không còn thở dài, chán nản cho những gì mình đã trải tâm can. Mậu Ngọ sẽ chỉ thấy sự tĩnh của tâm linh, sự lặng của tâm tình, sự đạm nhiên của tâm hồn đến từ trong chính con người bạn, chứ không phải từ thế giới bên ngoài hay những người xung quanh. Một ngày nào đó, Mậu Ngọ sẽ bình thản nhìn lại những gì mình đã trải, dù đau, dù buồn, dù vui, dù cười, dù khóc lóc hay hoan ca, cũng chỉ là muôn dạng nhiều màu của nhân sinh, là một thoáng vận hành của nhân quả. Cái Mậu Ngọ mất chính là cái Mậu Ngọ không nên được, cái Mậu Ngọ được
Dù tiêu cực hay tích cực cũng là điều Mậu Ngọ xứng đáng được hưởng mà thôi. Sống ở đời nếu sai thì nên sửa, nếu ngã thì nên đứng dậy, nếu bị người bạc thì cười mỉm vì bớt một phần nợ, nếu bị người hại thì cứ tâm niệm rằng biết đâu ta từng phụ họ ở kiếp nào đó vô minh. Tiền chưa có, vậy thì đi làm kiến tha lâu ngày rồi cũng sẽ đầy tổ. Tình chưa có, vậy thì thông thả cứ để mọi sự sắp xếp thần kỳ của cái được gọi là nhân duyên. Thế giới này từng đen tối với Mậu Ngọ, nhưng cái tối tăm đấy không phải là vĩnh hằng. Rồi trời sẽ lại sáng, rồi trời sẽ lại nắng, rồi mọi sự sẽ lại trong xanh, rồi phía xa sẽ thấy cầu vồng chờ Mậu Ngọ cho đáng những ngược xuôi, xứng với chiến đấu can trường của Mậu Ngọ suốt những ngày dài. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, thuộc hành quả trong ngũ hành, giới thiên can mậu, thuộc hành thổ, biểu trưng cho sự ổn định bền bỉ và cứng rắn, kết hợp với con giáp ngọ, biểu tượng của sự tự do, nhiệt huyết và tốc độ. Tuổi Mậu Ngọ mang cho mình một tinh thần dũng mãnh, kiên cường và đầy năng lượng, luôn sẵn sàng bước phá trên con đường cuộc đời. Người tuổi Mậu Ngọ họ thường có tính cách phóng khoáng, nhiệt tình và tràn đầy sức sống. Họ là những người yêu thích sự tự do, không thích bị ràng buộc hay gò bó. Thiên can mậu thuộc hành thổ mang đến cho họ sự bền bỉ và kiên định trong mục tiêu, trong khi con giáp ngọ thể hiện cho sự nhiệt huyết và tốc độ, khiến họ luôn sẵn sàng hành động ngay khi cơ hội đến. Họ thường là những người tiên phong, luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động và không ngại đối mặt với thử thách. Những người tuổi Mậu Ngọ thường có tâm hồn cởi mở, hào phóng và rất dễ kết bạn. Họ thích phiêu lưu khám phá những điều mới mẻ và không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới. Con giáp ngọ giúp họ có được sự linh hoạt nhanh nhẹn và khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh. Họ thường không thích sự nhàm chán, luôn khao khát những thách thức mới để phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Ngọ đôi khi có thể trở nên nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Sự nhiệt tình quá mức có thể khiến họ dễ bị cuốn vào những quyết định hấp tấp hoặc bỏ qua những chi tiết quan trọng. Họ cần học cách kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động và kiên nhẫn hơn trong việc chờ đợi kết quả. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Mậu Ngọ nhận ra rằng bên cạnh sự nhiệt tình và khát khao chinh phục, họ cũng cần học cách điềm tĩnh và kiên định hơn. Họ hiểu rằng để đạt được thành công bền vững không chỉ cần sự nhanh nhẹn và sáng tạo, mà còn phải có sự kiên nhẫn và quyết tâm. Họ học cách giữ vững mục tiêu, không để bản thân bị lạc lối trong những điều tạm thời mà không cần thiết. Người tuổi Mậu Ngọ cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc chinh phục và đạt được, mà còn là về việc tận hưởng những khoảnh khắc yên bình và đơn giản. Họ học cách cân bằng dưới sự bứt phá và sự ổn định giữa hành động và sự nghỉ ngơi. Họ nhận ra rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự cân bằng giữa các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, và rằng đôi khi việc chậm lại một chút cũng là cách để họ tiến xa hơn. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Ngọ luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng trung thành. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Mậu Ngọ với sự kết hợp giữa sự nhiệt huyết và kiên định là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đầy năng lượng. Trên con đường nhân sinh, tuổi Mậu Ngọ không chỉ nhiệt tình và linh hoạt, mà còn biết cách duy trì sự ổn định và bền bỉ trong mọi việc mình làm. Chính sự hòa quyện với sự mạnh mẽ của hành quả, sự vững chắc của hành thổ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Mậu Ngọ, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, có thể thấy thời điểm này có ngũ hành kim cực dượng, nên những người mệnh thổ vì tiêu hao khá nhiều căn khí, không gian chủ yếu là tính âm nhiều hơn. Càng khiến ngũ hành kim mạnh mẽ, người mệnh thổ vì thế chịu nhiều kiểm soát, khắc khổ, hành khí trói buộc khiến tinh hoa bản mệnh khó mà phát triển. Còn người mệnh thủy và mệnh mộc là yên bình, thoát cửa hiểm nguy. Theo luận giải tử vi hàng tháng cho tuổi Mậu Ngọ thấy rằng, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mậu Ngọ. Bản mệnh chịu khó làm việc, không ngại khó khăn vất vả, nên việc gặt hái được thành công là lẽ đương nhiên. Chẳng ai có thể phủ nhận những đóng góp của bạn cho phương diện sự nghiệp. Do có lâm quan chiếu mệnh, Mậu Ngọ nắm rõ được nhiệm vụ của mình nên luôn hoàn thành tốt công việc mà không cần phải có bất cứ ai nhắc nhở, đốc thúc. Bên cạnh đó, Mậu Ngọ cũng dành nhiều thời gian để bổ sung kiến thức hữu ích, nâng tầm giá trị của bản thân.
Tuổi Mậu Ngọ có mục tiêu rõ ràng, nên luôn cố gắng hết sức mình ngay cả khi người khác đang nghỉ ngơi. Chuyện làm ăn cũng có những khởi sắc đáng kể, bạn luôn chắc chắn trong mỗi đường đi nước bước, nên không lo thua thiệt. Con giáp này có thể xây dựng được một đội ngũ những khách hàng trung thành, nên đồng tiền đổ về túi luôn ổn định. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch tuổi Mậu Ngọ cho thấy rằng tuổi Mậu Ngọ cũng dần tham vọng hơn, suy tính đến việc mở rộng quy mô thu hút khách hàng mới hoặc thử thách bản thân ở những lĩnh vực chưa từng thử sức. Tiếc rằng lĩnh vực tình cảm lại không có những dấu hiệu quá tích cực. Ngũ hành tương khắc khiến vợ chồng Mậu Ngọ thường xuyên cãi cọ hơn là chuyện trò. Đừng để mối quan hệ đôi bên dần trở nên xa cách. Nếu vẫn còn quý trọng tình cảm này thì bạn hãy chủ động là người xuống nước, đôi khi chịu thiệt một chút, nhưng để nếu giữ hạnh phúc gia đình thì hoàn toàn xứng đáng. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình duyên gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, dù phương diện sự và tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ đều có bước phát triển đáng kể, song chuyện tình duyên lại không được như ý. Có lẽ Mậu Ngọ cần xem lại thái độ và cách hành xử của mình. Có thể bạn đã vô tình tổn thương người thân lúc nào không biết. Dù yêu thương gia đình nhưng con giáp này vẫn thường xuyên giữ mọi chuyện trong lòng và tự tìm cách giải quyết. Có thể bạn cho rằng làm vậy để không ảnh hưởng và khiến người thân lo lắng, song cũng chính vì vậy mà bạn lại khiến người nhà cảm thấy bạn quá lạnh lùng, xa cách. Tuổi Mậu Ngọ hãy học cách dựa dẫm vào người thân nhiều hơn, có thể chỉ là trò chuyện, tâm sự thôi, nhưng nhờ vậy mà các thành viên trong gia đình sẽ trở nên gắn bó hơn rất nhiều. Trong mối quan hệ vợ chồng, đôi bên thường xuyên mâu thuẫn về những quan điểm đối lập. Mậu Ngọ nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Đôi khi chịu kịp thời một chút là cần thiết nếu bạn muốn giữ hòa khí trong gia đình. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, tư lục bay về phương Đông Nam, có thể gia đình người tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp một số xung đột và bất hòa giữa các thành viên, đặc biệt là với những nhà có con cái. Điều này có thể xuất phát từ sự khác biệt về quan điểm, tính cách và mục tiêu của mỗi thành viên trong gia đình. Có thể có những mâu thuẫn trong cách nhìn nhận và giải quyết các vấn đề về gia đình, gây ra sự căng thẳng và mâu thuẫn trong không gian gia đình. Để giải quyết vấn đề này, hãy thử tìm cách trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn, tôn trọng lắng nhau và hiểu những quan điểm và cảm xúc của nhau, cùng nhau tìm ra giải pháp hài hòa và tốt nhất cho toàn bộ gia đình. Hãy cố gắng tránh tranh cãi và xung đột, thay vào đó hãy xây dựng không gian hòa hợp và thân thiện cho mọi người, cùng chia sẻ và trân trọng ý kiến của nhau. Với người còn độc thân, trên thực tế thì Mậu Ngọ vẫn gặp được một vài đối tượng khá triển vọng. Do thái âm các tinh mang tới, người đó có thể chủ động bắt chuyện làm quen, thậm chí bày tỏ tình cảm với Mậu Ngọ. Tuy nhiên, dường như Mậu Ngọ vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới, bởi có thể bạn vẫn hài lòng với tình trạng độc thân hiện tại, hoặc có thể bạn lo lắng mình sẽ phải chịu tổn thương, lừa gạt. Nếu đã có người thầm mến, có vẻ như Mậu Ngọ vẫn chưa đủ dũng cảm để thể hiện cảm xúc của mình. Bạn lo lắng nếu mình tiến thêm một bước thì sẽ phá hỏng mối quan hệ hiện tại. Nếu Mậu Ngọ cứ mãi giữ cái ranh giới giữa hai người thì hai bên sẽ chẳng thể nào gần gũi hơn hiện giờ được nữa. Đã đến lúc bạn cổ vũ bản thân tiến lên rồi đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt do thái âm mang lại. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ nhìn chung là ổn định trong khoảng thời gian này. Như vậy mà Mậu Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình, hăng hái khi bắt tay vào công việc. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc cho phép bản thân được nghỉ xa hơi trong một vài ngày. Sau khi nghỉ ngơi, bạn sẽ lại có thêm động lực làm việc, tiếp tục hiến và sẽ gặt hái thành công. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ cho thấy nguyệt lệnh lâm quang là một trong những yếu tố giúp người tuổi Mậu Ngọ gặp được nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Bản mệnh luôn chăm chỉ nhiệt tình với công việc của mình, nhờ thế mà nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Thời điểm này, bản mệnh luôn sắp xếp được các kế hoạch công việc khoa học, biết rõ mình cần phải làm gì, phải làm như thế nào, nên dù gặp khó khăn đi nữa, bạn cũng không quá bối rối,
Thậm chí một vài vấn đề nảy sinh trong thời điểm này lại trở thành cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Đồng thời, Mậu Ngọ luôn chú trọng việc học tập kiến thức mới và tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân với bản lĩnh của mình. Mậu Ngọ không những thể hiện bản thân xuất sắc mà còn có thể dẫn dắt mọi người phát triển theo một hướng đi mới. Những gì Mậu Ngọ làm được trong khoảng thời gian này sẽ giúp Mậu Ngọ lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cơ hội thăng chức tăng lương không còn xa. Thậm chí Mậu Ngọ cũng có thể là người chủ động đề xuất quyền lợi cho bản thân, nhiều khả năng sẽ được cấp trên chấp thuận. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý với con giáp này là dù gặt hái thành công, bạn cũng trở nên khoe khoang, tự phụ. Hành động đó có thể khiến bạn mất điểm trong mắt mọi người, đồng thời khiến bạn ngủ quên trên chiến thắng, tạo ra cơ hội để kẻ xấu hãm hại hoặc người khác vượt qua mình. Ảnh hưởng của dịch mã có thể tạo ra những khó khăn và thách thức trong việc làm ăn, đặc biệt là đối với những người phải làm việc xa gia đình và người thân. Người tuổi Mậu Ngọ có thể phải mất nhiều thời gian và công sức để xây dựng và phát triển công việc trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn và kiên định trong công việc. Dù khó khăn, những nỗ lực và công sức của bản mệnh sẽ được ghi nhận và đem lại kết quả xứng đáng. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình và không bị lạc lối vào những cám dỗ xung quanh. Nhờ có sự nâng đỡ của chính quan nên vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ không gặp nhiều khó khăn. Bản mệnh có thể tỏ ra tự tin và năng động trong việc đối diện với các thử thách trong công việc. Đừng ngần ngại nói ra sự biết ơn và trân trọng đóng góp của đồng nghiệp cấp dưới hay những người hỗ trợ mình trong sự nghiệp. Sự đồng lòng và tôn trọng giữa mọi người sẽ làm cho môi trường làm việc trở nên hài hòa hơn và tạo điều kiện tốt hơn cho sự thành công của bản mệnh. Việc thành công không đến từ may mắn mà đòi hỏi sự cố gắng và công sức. Trong cuộc sống và công việc luôn tồn tại những thách thức và rủi ro. Để đạt được thành tựu, tuổi Mậu Ngọ cần bình tĩnh và kiên nhẫn tiến bước. Thay vì lo lắng về tương lai, hãy tập trung vào từng vấn đề nhỏ xuất hiện, xử lý từng vấn đề một cách tỉ mỉ, chặt chẽ và kiên nhẫn. Điều này giúp bản mệnh giải quyết một cách hiệu quả và tránh bị áp lực. Hãy tận dụng những cơ hội nhỏ để cải thiện và phát triển bản thân. Dần dần bản mệnh sẽ nhận thấy sự tiến bộ và đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Đồng thời không quên lắng nghe ý kiến từ người khác và học hỏi từ kinh nghiệm của họ. Đôi khi những gợi ý và lời khuyên đến từ người khác có thể giúp bản mệnh nhìn nhận vấn đề một cách khác biệt và tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, việc tham gia vào một dự án mới trong thời điểm này cũng là sự lựa chọn tốt. Dự án này hứa hẹn mang lại những cơ hội và thử thách mới cho bản mệnh. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển kỹ năng và mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực làm việc của mình. Với sự kiên nhẫn, cân nhắc kỹ lưỡng và sự cố gắng không ngừng, bạn sẽ dần đạt được thành công và vượt qua mọi khó khăn trên con đường phát triển và thăng tiến của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi tuổi Mậu Ngọ trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch thấy rằng nhiều khả năng người tuổi Mậu Ngọ sẽ kiếm được một khoản tiền rủng đỉnh trong thời điểm này. Mậu Ngọ luôn chăm chỉ, cố gắng hết sức mình làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi. Vì thế bạn gặt hái được thành công là hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương, Mậu Ngọ nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Cấp trên chắc chắn rất quý trọng những nhân viên gương mẫu nhiệt tình như bạn và muốn có hành động thực tế để cổ vũ tinh thần cho bạn. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh luôn giữ vững định hướng của mình, cho dù mọi người xung quanh có bàn ra, tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa, Mậu Ngọ cũng không lùi bước. Bạn biết mình phải làm gì và làm như thế nào nếu muốn gặt hái thành công. Bên cạnh đó, đội ngũ khách hàng thân thuộc cũng giúp bạn có một nguồn thu nhập ổn định. Con giáp này có thể xem xét, đánh giá tình hình thực tế để mở rộng quy mô làm ăn, mạng lưới khách hàng của mình, thậm chí thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ hơn. Phương diện tài lộc sẽ có được những thu hoạch nhất định do Mậu Ngọ tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Mậu Ngọ có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Ngoài ra, nhân duyên rộng mở cũng giúp bản mệnh giải quyết được một số khúc mắc trước đó. Có nhiều người giao lưu kết bạn nhiều hơn, sẽ gặp được những người có chung lý tưởng. Người tuổi Mậu Ngọ làm ăn kinh doanh nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt xu thế thị trường. Mậu Ngọ luôn đoán trước được nhu cầu của khách hàng, nắm rõ khả năng của bản thân nên luôn đưa ra những quyết định chính xác. Thời điểm này, hãy mạnh dạn và tin tưởng vào khả năng phán đoán tình hình của mình.
tuổi Mậu Ngọ có thể mở lối đi riêng, thu hút được một lượng khách hàng mới khá lớn. Dù bận rộn luôn chân, luôn tay, nhưng Mậu Ngọ sẽ rủng rỉnh tiền tiêu. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra các quyết định. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Ngọ tin rằng, với khả năng đánh giá vấn đề mới mẻ, tuổi Mậu Ngọ có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng và kiếm về bộn tiền. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mậu Ngọ nhờ có được chính quan vẫn đang che chở cho vận trình của con giáp này, tài vận hanh thông, tiền bạc dồi dào. Khi mà thực thần đứng bóng, tạo điều kiện cho bản mệnh nắm giữ cơ hội tài lộc, con giáp này nhanh nhạy với thời cuộc, nên chuyện kiếm tiền không làm khó cho tuổi Mậu Ngọ. Chính quan trợ mệnh lại thêm các tinh thiên vũ nhập cục, nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Tuổi Mậu Ngọ nên cố gắng hết sức mình để không tuột tay khỏi cơ hội chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, ngày cuối thời điểm này có thể có vài chuyện xen ngang khiến cho bản mệnh mất tập trung trong công việc. Người làm việc với tinh thần chuyên nghiệp sẽ chuyên tâm không để mình bị phân tâm. Song tuổi Mậu Ngọ có thể phải nỗ lực rất nhiều mới có thể làm được điều đó. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Đường tình duyên trong những ngày này không mấy thuận lợi, nhân duyên chưa tới cũng chẳng thể cưỡng cầu. Bản mệnh có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ duyên để thành đôi. Mối quan hệ hiện tại trên tình bạn nhưng chưa tới tình yêu, có thể khiến cho bạn bối rối. Song hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên. Nếu trái tim Mậu Ngọ muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho Mậu Ngọ làm theo. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Hợi, tiểu nhân là Thìn và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn đỏ, nâu. Con số may mắn 40, 30, 29 và 77. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Với người tuổi Mậu Ngọ, tra cứu lịch âm dương thì thấy rằng thiên đức các tinh đang đi theo dõi và hỗ trợ cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Bản mệnh thuận lợi giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đang mong muốn, khao khát suốt bao lâu nay. Tuy nhiên, đến ngày cuối thời điểm này có thể sẽ xảy ra vài chuyện mâu thuẫn giữa bản mệnh và đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn, gây ra những rắc rối không thể lường trước được. Thiên quan báo hiệu rằng đây không phải là chuyện đơn giản, bởi bản mệnh đã đắc tội với những kẻ lòng dạ hẹp, bạn có thể sẽ phải trả giá vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tài vận của con giáp này trong thời điểm này khá tốt, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Nên dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc lá nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng dung tay quá tráng nhé. Đường tình duyên ảm đạm, đào hoa kém sắc. Tuổi Mậu Ngọ nếu muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng trong những ngày này thì e rằng kết quả mà bạn nhận được sẽ tồi tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Bị công việc hay những yếu tố khác trong cuộc sống chi phối, con giáp này cố gắng giữ gìn sợi dây tình cảm nhưng những việc bạn làm thực sự không mấy hiệu quả. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn hồng, cam. Con số may mắn 79, 42, 58 và 06. Bí quyết cải mệnh của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, giữ tâm tự mình hiểu mình. Cổ nhân dạy về cách quản lý tâm, quan trọng mà ta cần giữ đó là hiểu chính mình. Khi có tâm thế này, ta càng hay quan sát những suy nghĩ trong đầu mình, không để nó lang thang vô định. Chính việc đó mà ta bắt đầu kiểm soát để loại bỏ những tâm địa xấu, khơi gợi những tâm địa tốt. Thực tế là hầu hết chúng ta thích hướng ra ngoài, thích nhận xét, đánh giá một người một sự việc nào đó không phải của mình. Trong khi đó, quan trọng nhất là đánh giá lại bản thân. Ta quên rằng càng hiểu chính mình mới có thể nhìn rõ được lòng người. Khi bạn trong sáng như gương phản chiếu thì chẳng có điều gì qua mắt được bạn nữa rồi. Muốn chế ngự được người khác, đầu tiên phải chế ngự được bản thân mình. Muốn đánh giá được người khác,
đầu tiên phải đánh giá được chính mình. Muốn hiểu được người khác, đầu tiên phải tự hiểu được chính mình. Những người có thể nhận biết được chính mình mới là người thông minh, bởi vì hiểu biết chính mình mới không trở nên tự cao, tự đại. Bởi vì nhận biết được chính mình nên mới biết được ưu điểm của mình và cũng hiểu rõ được nhược điểm của mình. Sống là phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện và cải thiện bản thân, trở thành một người có nhân cách lý, tưởng nhân hậu, trung thực lương thiện, hòa hợp cả bên trong và bên ngoài. Đó chính là phương pháp cơ bản để bạn tồn tại và hòa nhập xã hội. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Ngũ Mộ. Gặp hạn này chủ về hao tài, bất an, không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Ngọ 2024, bước sang năm con rồng, tuổi Mậu Ngọ nam mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là thỏ dẫn trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, tình yêu toại nguyện, hỷ tính ngập tràn. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn Ngũ Mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn hay tiền bạc ở mức trung bình, không mất mát nhiều cũng không bị thua lỗ lớn. Bản mệnh cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đề phòng vướng khẩu thiệt, kiện tụng. Về sức khỏe, đề phòng thương tật, gặp tai hình, sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn Ngũ Mộ. Gặp hạn này chủ về hao tài, bất an, không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Ngọ 2024, năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Ngọ nữ mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là thỏ dẫn trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, tình yêu toại nguyện, hỷ tính ngập tràn. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu.
cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.